bộ phim Cuộc Chiến Nội Cung với các diễn viên Kim Hyun Joo trong vai Yam Jeon, Jeon Tae Soo trong vai Nam Yeop, Chung Sung Woon trong vai So Yeon, Kim Joo Yeon trong vai Bong Rim, Lee Tae Hwa trong vai Vua In Cho và một số diễn viên khác. Biên kịch Jong Ha Yeon, đạo diễn No Jong Chan, Kim Jae Hong, giám đốc sản xuất Chu Chun Hyun, nhà sản xuất Shin Tong Ki, Go Chung Ho,